9 nguyên tắc tồn tại trong xã hội mà ít ai tiết lộ cho bạn biết. Không phải chuyện gì bạn nói, người khác cũng có thể hiểu. Không phải lúc nào bạn muốn tâm sự, cũng có người muốn nghe. Ai cũng có vấn đề riêng trong cuộc sống. Bớt than vãn, bớt phàn nàn, việc của mình tự mình giải quyết, mong đợi gì vào người khác hả bạn yêu? Khi còn trẻ, chúng ta cần phải thêm trải nghiệm, thêm cố gắng, thêm sâu sắc. Lúc về già, ta nên bớt cái tôi, bớt ích kỷ, bớt nóng giận, bớt ghét bỏ. Có như vậy, cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn. Đáp số chung của những người giàu có là gì? Kẻ chiến thắng chính là kẻ có thể biến lời nói thành hành động, biến ước mơ trên trang giấy, hóa sự vật ngoài đời thực. Quyết tâm, kiên trì, thắng không kiêu, bại không nản. Bạn có thể chui rèn mình như vậy thì con đường nắm lấy thành công sẽ rút ngắn chỉ trong gang tấc. Bản lĩnh nằm ở đâu? Bản lĩnh nằm ở chỗ bạn có thể điều khiển cảm xúc của mình hay không. Nóng giận không la hét, chỉ trích, thất vọng không vội đưa ra quyết định, vui sướng chớ buông ra lời hứa, giữ vững lý trí trong mọi hoàn cảnh để cái đầu mình sáng suốt hơn. Hết mình, tận tâm vì công việc nhưng chớ bỏ quên gia đình. Bạn ốm đau, bệnh tật, công việc có tới hỏi han an ủi bạn không? Nó có ở bên bạn trong thời khắc mệt mỏi, cơ thể suy nhược không? Chỉ có cha mẹ luôn dang rộng vòng tay che chở bạn mà thôi. Con người có thành công đến mấy mà gia đình chẳng yên ấm hạnh phúc thì thật buồn biết bao nhiêu. Người mà bạn thương yêu nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Đừng dành thời gian cho những người không biết trân trọng tấm lòng của bạn. Một mối quan hệ chỉ khiến trái tim ta thêm tổn thương, khó chịu hay dày vò, hãy dừng lại. Nếu bạn đi qua đủ đau thương, đủ mệt mỏi và đủ khó khăn, dần dần ta sẽ trở nên cứng cỏi hơn. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy buồn bã, dễ dàng khóc nức nở trong khó chịu hay cáu giận vì những chuyện nhỏ nhặt, thì thực ra bạn vẫn chưa trưởng thành. Lo lắng cho tương lai, luôn nghĩ về quá khứ là cách tốt nhất để hủy diệt hiện tại. Con người thật kỳ lạ, lúc nào cũng băn khoăn vì những điều chưa tới, hoài niệm về những chuyện đã qua mà quên mất thời khắc bây giờ đang sống là cơ hội duy nhất thay đổi cuộc đời. Cứ làm tốt, tập trung vào mục tiêu của mình, lo nghĩ chi cho mệt thân. Không thích thì nói không, thích thì nói có. Chuyện gì cũng vậy, đừng quá gượng ép bản thân, đừng cố làm vừa lòng người khác. Tôn trọng bản thân, tôn trọng suy nghĩ của mình.